là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với thành phố êm ả nằm bên bờ biển. Nha Trang là trung tâm của đất Khánh Hòa, miền đất được mệnh danh là xứ trầm biển Ý. Nha Trang sóng biếc trải dài, đảo xanh một dải khiến ai nao lòng. Nắng chiều ương sắc vàng ong, đắm mình xuống biển tan trong sóng tình. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp đến say lòng, Nha Trang còn sở hữu một vị thế đắc địa, được ví là nơi tứ thủy triều quy, tứ thú tụ. Tứ thủy là bốn mặt có nước bao bọc, do hai phía Nam và Bắc được bao quanh bởi con sông Cái và sông Đồng Bò. Một dòng chảy xuống cửa bé, một dòng chảy xuống cửa lớn, ôm quanh lấy thành phố, mặt phía đông là biển. Tứ thú tụ là bốn hòn núi, tượng hình bốn con thú linh thiêng, long, tượng, dơi, quy, tụ lại để giữ gìn địa khí, giúp điều hòa âm dương của địa khí và sự vượng phát của cục đất. Tọa độ lý tưởng tọa lạc ngay bên cạnh công trường đang thi công dự án, khu nhà mẫu nhà điều hành Regal Ferry đã sẵn sàng chào đón khách hàng với những minh chứng sinh động nhất về một công trình lý tưởng đang từng bước hình thành trên vùng đất địa linh nhân kiệt bậc nhất thành phố biển Nha Trang. Từ sảnh đón tiếp khách hàng, sa bàn dự án, không gian nhà mẫu, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ để đem đến những trải nghiệm thú vị và cảm giác thực nhất cho những chủ nhân tương lai của Regal Ferry. Với thiết kế tinh tế và hoàn mỹ trong từng đường nét, lấy phong nền màu trắng làm chủ đạo, điểm xuyến một chút ấm áp từ sắc trầm nâu gỗ, quyện hòa cùng phong lạnh của nội thất đá hoa cương, căn hộ mẫu Regal Ferry tự tin khoác lên mình một khí chất thanh lịch và đầy sang trọng, đem đến cảm giác thư thái nhẹ nhàng của một không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, nhờ phong cách kiến trúc mở hiện đại và sự vận dụng thông minh nguồn ánh sáng tự nhiên của ban công rộng lớn hướng biển, có thể nói Regal Ferry là cả một bức họa giàu ngôn ngữ sáng tạo và đậm cá tính thời thượng.